Ngày 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược và thuốc điều trị COVID-19 giả, thu giữ số lượng lớn ước tính trị giá lên đến nhiều tỷ đồng. Qua trinh sát địa bàn, BC03 nhận thấy Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và các đối tượng chuyên buôn bán tân dược có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi. Ngày 20 tháng 8, Lực lượng công an phát hiện thuận chở một thùng cạc tông, nghi chứa tân dược giả nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thu giữ 150 hộp thuốc điều trị COVID-19, hiệu Tepin Codin giả. Từ lời khai của Thuận, công an khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8, thì phát hiện khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh dơ bẩn cùng nhiều dụng cụ để chế biến. Công an đã thu giữ hơn 630.000 viên thuốc giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất trong đó có 3.116 hộp thuốc giả các nhãn hiệu Neocordion, Almetin, 2,5 kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất Fugaka giả, 100 viên Neocordion, 100 lọ thuốc Staragang, 100 loại 200 viên một lọ, 50 lọ thuốc Staragang đã bóc nhãn hiệu. Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận từ mua nguyên liệu đem về sản xuất tân dược giả và thuốc điều trị COVID-19 rồi bán ra thị trường. Công an đã bắt giữ Thuận và triệu tập 8 đối tượng liên quan đường dây sản xuất buôn bán thuốc chữa trị COVID-19 giả để điều tra. Trước đó, ngày 18 tháng 8, BC03 phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, do Đặng Thị Hồng Duyên và Đặng Khánh Dư làm chủ, thu giữ 800 bộ test nhanh COVID-19, 460 hộp thuốc hiệu Sanbutan, 700 hộp Efferagan và nhiều tân dược, vitamin, viên song mũi không có hóa đơn chứng từ.